Ok là chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Crest đây và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lại một tập Minecraft sinh tồn các bạn. Tập hôm nay là tập thứ 22. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình cũng đã có sửa sang lại cái nhà kho của mình đây các bạn và mình cũng khá là hài lòng với nó. Thì hiện tại thì nó đã hoàn thành được tầm 90-95% rồi các bạn. Khoảng đấy. Đó, thì mình đã thay cái chỗ này bằng cái đất sét mà mình nhộm màu xanh lá mạ các bạn. Đó, màu xanh lá mạ là ghép giữa cái cây xương rồng và cái bột xương ấy thì nó sẽ ra cái màu xanh lá mạ. Rồi mình ghép nó lại rồi mình đắp như thế này nè. Rồi những chỗ này thì mình đi tìm đá phát sáng ở dưới địa ngục các bạn. Thực sự trong cái phiên bản này tìm đá phát sáng khá là khó luôn ấy. Đó, và mình đã lắp lại như thế này thì cho nó sáng và nó đầy đủ hơn. Đây, cái đường đi qua đây. Đó, thì hai bên như nhau. Thì nó vẫn chưa hoàn thành xong là do mình còn phải đang thiếu len các bạn để mình lắp những cái chỗ này lại nè. Mình cần cái len màu xanh giống như ở bên dưới các bạn, nhưng mà mình đã sai lầm khi dùng cái màu xanh lá mạ rồi, mình nhầm. Mình phải dùng cái đất sét này á, thì mình dùng màu xanh lá mạ thì đúng rồi. Nhưng mà cái len á, cái này gọi là cái tấm thảm á, thì mình phải dùng cái màu xanh của cây xương rồng cơ, màu xanh lá cây ấy. Nó thì nó mới đẹp được, nó mới hài hòa được các bạn. Nên cái chỗ này có lẽ mình sẽ thay sau. Đó, tạm thời là như vậy. Rồi, những cái chỗ này thì mình cũng đã có sắp xếp rương và mình chuyển đồ qua bớt rồi các bạn ơi. Đây, những cái đồ mà mình chuyển qua bớt rồi. À, còn cái đống đá này là mình mới đi làm một cái đường vậy các bạn, đó chính là đường đi đến cái bastion, cái pháo đài của mấy con Piglin các bạn. Đó, và trong tập hôm nay chúng ta sẽ khám phá cái pháo đài đó. Ok, thì nói chung là mình cũng chuyển đồ qua đây bớt rồi. Bên đó chỉ còn những cái đồ linh tinh thôi và mình sẽ chuyển dần luôn, thì nó sẽ hoàn thành trong thời gian offline của mình. Đó, tạm thời như vậy. Rồi, cái đúc này có lẽ là mình sẽ cất đi, tại vì chắc là mình sẽ để đúc bóng góc đi, nhìn nó cũng được hơn ấy. Đó, còn mấy chỗ kia thì nó đã sáng hết trơn rồi nên mình cũng không cần nữa. Và mình còn những cái mà đang băn khoăn nữa, đó chính là hiện tại mình ở chỗ đằng sau này á, mình có dự định là một phòng á thì mình sẽ dành cho cái chỗ để mà mình nung nấu đồ các bạn. Đây, ví dụ một không gian phòng ở này thì mình sẽ nung nấu, nhưng mà bên đây còn một nè, rồi đằng sau kia còn hai phòng nữa, có nghĩa là mình còn dư tới ba phòng mà mình không biết làm gì nữa. Nên mình nghĩ là mình cũng sẽ cố gắng nghĩ ra những cái gì đó để mình có thể đặt ở đó để cho nó đỡ bị kiểu là bị dư diện tích đó các bạn. Đó, nó khá là ok luôn. Thì bây giờ thì bây giờ mình có nên đi cắt len thử không ta? Hiện tại mình còn khá là nhiều kéo đấy, mình không cần làm thêm kéo đâu. Mình có một cái rương dụng cụ trên đây. Đây. Tại vì gia thuộc mình còn thiếu các bạn, nên mình thiếu những cái tấm này nè. Mình cần sẽ rất là nhiều cái tấm này để mình lắp luôn. Đáng lẽ mỗi chỗ thế này mình sẽ lắp hai cái như thế này nè, nhìn nó sẽ đều hơn. Nên mình chỉ có nên phải chia ra một cái thôi à. Ở đây thì cái kiếm của mình đây. Mình sẽ lấy cái kéo để mình đi cắt len cù. Ok, kiểu của mình cũng đang khá là khan hiếm á các bạn. Let's go. Quên nữa, mình có nên đem cái kiếm này không ta? Tại vì mình định đem cái kiếm nhặt ba theo. Có gì để mình giết mấy con heo dưới địa ngục á các bạn, để mà mình lấy nhiều gia thuộc hơn, tại nó có cái dòng nhặt ba ấy. Ok, đem theo luôn. Ok, tập này thì mình sẽ đi khám phá cái bastion, hy vọng là tìm được những cái mảnh vỡ cổ đại thì nó sẽ tuyệt vời lắm các bạn. Ok, ở đây thì cái chỗ Iron Golem này thì nó khá là khó luôn các bạn. Thì theo cái series của mình á, mình dự định là cứ một tập xây dựng thì tập tiếp theo sẽ là tập đi khám phá. Thì tập trước mình đã xây dựng cái nhà kho rồi, nên tập này thì mình sẽ đi khám phá cái bastion. Cứ chia đều như vậy thì các bạn xem có vẻ sẽ đỡ chán hơn. Rồi, nói chung ở đây là toàn những thứ linh ta linh tinh thôi. Mình sẽ chuyển dần bớt đi luôn. Đây, mình sẽ cắt những len cừu đây. Cừu mình giết bớt rồi các bạn, tại vì nó nhiều quá nên mình phải cắt giết bớt để chiều không gian để mình cho cừu trắng nó sinh ra nữa. Sắp tới mình phải làm một cái chỗ rộng hơn rồi. Đó, đây chúng ta có 14 len này. Ok, rồi sau đó thì mình sẽ đi lấy cái màu của cây xương rồng này. Từ cái này nó không cắt nhanh được, không có cách nào để chặt xương rồng nhanh hết rồi các bạn ơi. Sau đó thì chúng ta đem đi nung. Đó, những cái đường này thì mình vẫn chưa chuyển qua này. Ở đây thì mình còn một cái mảnh này. Không biết sửa cái cuốc này thì chúng ta sẽ sửa bằng cái nào ta? Chúng ta phải sửa bằng cái foil luôn các bạn ơi. Mình nghĩ là như vậy ấy. Ây da, này nó hơi đắt ấy. Mình khá là bất cẩn trong khi mà mình ghép thẳng luôn mà mình chưa sửa chữa nó đấy. Rồi, chúng ta sẽ nấu một ít màu đi. Mình sẽ làm cái len cái vải đó chứ, cái tấm thảm để nhìn cho nó được hơn chút xíu. Ok, ở đây còn một nè. Rồi, chúng ta sẽ ghép lại như vậy. Rồi, chúng ta sẽ có một cái len màu xanh lá nhưng mà hơi ít ấy. Mình sẽ cần thêm một len nữa đi để mình test thử xem cái màu nó có hài hòa hay không. Chứ tập này mình cũng chưa có thay đổi ở chỗ này đâu. Rồi, mấy cái len này thì mình sẽ đem qua bên kia đi.
tạm thời như vậy đi. Tại cái này thời gian apply thì mình sẽ sửa lại cho nó hoàn hảo 100% luôn. Bên ngoài này mình vẫn chưa xong nè các bạn. Bên ngoài này mình muốn làm cho nó đồ sộ thêm chứ. Nhìn thế này thì nó khá là đồ quá các bạn. Nhìn nó không có đẹp cho lắm ấy. Nhìn nó khá là kiểu là đơn giản quá đấy. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ cất bắt len đi. Đây là rương len của mình này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cắt những cái chỗ này để mà mình lắp lại. Đó, chỗ này thì mình làm đá phát sáng để nhìn cho nó được hơn á. Ôi ôi. Chúng ta sẽ dùng cái này. Đó thì liền nhìn cái màu nó hài hòa hơn các bạn. Chứ cái nền này mà nền này thì nó khá là màu nó khá bị chói đấy. Thì mình sẽ chắc là sẽ cắt ra hết luôn đi. Ok. Đó. Khá là hợp lý luôn, khá là hợp lý luôn. Ở đây thì mình sẽ cắt ra bớt. Mà cái này có lẽ là mình sẽ trang trí ở một cái gọi là một cái xây dựng khác. Đó. Mình không biết dùng từ sao nữa. Rồi ở đây thì mình sẽ cắt cái này đi. Rồi tạm thời thì chúng ta sẽ có bao nhiêu đây dụng cụ. Rồi trong tập này thì mình sẽ chắc là đi xuống Passion luôn. Mình cũng làm có một cái đường đi. Mình đã tìm và làm một cái đường đi lại cái Passion này. Nó cũng khá là gần cánh cổng của mình. Rồi cắt ở đây. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi lại cái pháo đài địa ngục. À quên, chắc là đi vào cổng địa ngục trước đi. Ok ok ok. Ây da, mình kiểu bị vấp rồi. Ok let's go. Mấy cái chỗ trống này nè, mình nghĩ là mình sẽ cố gắng đi tìm thêm những cái loại đất thô các bạn, để mình làm cái đường đi cho nó thật là đẹp luôn. Cánh cửa này mình cũng phải trang trí lại nữa. Chúng ta còn khá là nhiều cái để làm ấy. Ok, đến tập này thì mình vẫn chưa đi đánh rồng nữa các bạn. Thực sự là khá là muộn rồi đấy. Nhưng mà thôi, series của chúng ta sẽ khá là chậm mà. Bây giờ mình khá là núp ấy. Và chúng ta sẽ vào cổng địa ngục thôi. À, khi vào thì nó sẽ lát chút xíu. Let's go, vì máy mình nó không có mạnh cho lắm ấy. Và chúng ta sẽ gặp những con lợn. Oh, wait. Mình phải quay về. Oh, no. Mình quên lấy cái đầu vàng các bạn ơi. Mình sẽ lát rồi mình hãy đánh nhau với lại cái tụi Bitly luôn. Mình cởi nhau, mình cởi đồ mình đánh nhau tụi nó luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình cần đồ vàng các bạn. Đây, những cái đồ linh tinh thì bên đây đây. Để mà tụi Bitly trên cái đường đi nó không đánh mình á. Sợ, tại cái đường mình làm khá là nhỏ đấy. Mình sợ mình bị rơi xuống lava đấy. Ok, chúng ta sẽ mặc cái bộ giáp này đi. Let's go. Và chúng ta đã qua cái cổng rồi. Ok, hợp lý. Rồi, như vậy đi. Sau đó thì mình đánh nha con lợn cái này cái. Mình sẽ dùng cái kiếm nhập ba để đánh con lợn này. Ơ sao nó chạy vậy? Cái kiếm sắt thì nó rất là lâu chết các bạn. Và nó cũng đưa ra cái thịt nó sống nữa. Nhưng mà nó lại có nhiều cái gia thuộc hơn. Mình đánh có chút, mình đánh con cái mình được 4 gia thuộc này. Đó thì mình farm gia thuộc mình bắt buộc phải làm vậy rồi. Thôi mình nhặt lại thịt heo đi. Ok thịt heo. Rồi qua đây mình đánh thêm hai con này nữa rồi mình đi luôn các bạn ơi. À đông thế. Mày. À mình có cách rồi các bạn. Mình sẽ bắn nó cho nó bị cháy như thế này. Rồi mình dùng kiếm này mình đánh thì nó sẽ ra thịt chín luôn. Và nó ra nhiều cho mình cái gia thuộc luôn. Ok. À cái con này. Ok. Và không biết được nó có hiệu quả không nữa. Rồi bây giờ thì mình không cần thịt sống đâu. Nó sẽ chứa rất là nhiều chỗ của mình ấy. Cả những cái hạt sắt này nữa. À, ok chúng ta sẽ như vậy đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi thôi. Đây là đường đi của mình các bạn. À mình đi có chút xíu rồi mình sẽ tới à. Và mình cũng đã tới được cái pháo đài rồi các bạn. Nó cũng khá là gần nhà mình ấy. Và đây là tọa độ của nó này. Đó các bạn có thể lại cái tọa độ này để mà khám phá cái passion này với mình. Và bây giờ thì mình quên đem theo block rồi. Mình sẽ lấy thêm một ít block đi. Để chúng ta có thể mà đưa đó đặt các kiểu rồi nữa. Ok, 34 chắc là đủ rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi thôi. No, xém té các bạn. Do là mình đã có cái bộ giáp Netherite đó các bạn. Nên mình nghĩ là mình sẽ không có sợ cái khi mà té xuống lava này đâu. Mình vẫn có thể cầm cự được ấy. Ô, mình nghĩ nếu mà khám phá cái này thì mình nghĩ mình sẽ đi từ trên cao xuống á. Ok, nó sẽ hợp lý hơn. Như vậy. Đó. Khi vào đó thì khi các bạn mở đường hay là đập cái block vàng á thì mình nghĩ là tụi nó sẽ đánh các bạn á. Và mình nghĩ là mình chắc là bắt đầu từ bây giờ mình sẽ đánh nhau tụi này luôn quá. Đây, bây giờ mà mình không có thuốc tàng hình hay là gì là mình lại đây là sẽ bị cái tụi nó tấn công ấy. Mình không biết là có nên đánh nhau tụi nó không nữa. Khá là gây go đấy. Ủa tụi nó đông lắm các bạn ơi, mình nghĩ là mình có một phương pháp khác mà mình học hỏi được trên YouTube các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bật đặt một số block đi. Ok. Đừng có đụng rương với lại vàng của tụi nó là được. Sau đó thì mình sẽ dùng cái cách của mình. À, không phải của mình, cái cách mà mình học được.
Ok. Đây, có nghĩa là mình sẽ bao quanh mình lại các bạn, rồi mình mở rương thì không bị phát hiện ấy. Đó như vậy. Ok. Chúng ta sẽ bao quanh bản thân lại và mở rương. Thực ra mấy cái rương này nó cũng không có gì nhiều đâu. Đó, mở như thế này thì không bị phát hiện này. À, mình rất thích những cái thác diện thạch này. À đúng rồi, trên cái đường đi của mình cũng đi ngang cái chỗ một cánh cổng thác diện thạch ở dưới địa ngục nữa đấy. Và mình cũng khá là bất ngờ đấy. Xương bây giờ thì mình có rất là nhiều luôn rồi đấy. Mình nghĩ là mình sẽ không cần nữa đâu. Rồi, mình sẽ đọc lại những cái chỗ này để mình qua cái rương tiếp theo. Về sau rồi mình hãy đánh nhau tụi nó các bạn ơi chứ. Đánh nhau bây giờ thì nó sẽ rất là khó khăn. Đó, ok. Trên cao thì thường nó sẽ có những cái rương thế này. Trời ơi các bạn thấy vô đông lắm. À tụi này đa số là zombie không ạ? Zombie Big Man thôi. Ok. Lắp lại như thế này. Ok, chúng ta đã được lắp lại rồi mà chưa nữa các bạn ơi. Đây, như vậy nữa thì chúng ta đã bị che khuất rồi. Và wow, chúng ta có một cuốn sách tốc độ linh hồn 3 các bạn ơi. Và ok, mình có thể ghép vào những cái đôi giày này. Khói vàng này. Mũi tên ma quỷ này thì hình như làm cũng không khó lắm đâu các bạn. Theo mình biết là như vậy. À, đá đen mạ vàng thì chắc là nó chỉ trang trí thôi. Thôi mình cứ lấy đi ha. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ đập ra. Nó phải cực khổ thế này này. Rồi bây giờ mình phải tìm đường đi xuống thôi. Theo mình biết thì cái chỗ này là đang cao nhất. Và cái pháo đài này nó sẽ khá là sâu đấy. Mình nghĩ là như vậy. Không biết có đường đi xuống không nữa. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái đường nào đó để mà đi xuống dưới. Mình nghĩ là tụi này kiểu nào cũng có đường thôi. Đây đây đây. Đường của tụi nó khá là gồ ghề đấy. Ừ. Đó, wow. Đây là phía dưới này. Ok, bây giờ việc của mình là tìm rương. Mình đào cái này không biết tụi nó có phát hiện không nữa. Rồi, tụi nó phát hiện rồi các bạn ơi. Mình nghe cái tiếng kêu của tụi nó có vẻ như là phát hiện ra mình rồi đấy. Ok, kệ đi. Bây giờ gặp đâu thì đánh đó vậy. Ok, ok. Ủa, chúng ta đi xuống tới tận này rồi. Wow, có một cái vụ netherite các bạn. Tuyệt vời No. Tụi nó biết mình rồi. Thấy chưa? Oh, shit. Đông quá. Nhưng mà... Ok, ok. Rồi, bao nhiêu đây thôi. Đừng tới nữa nhá. Mình sẽ đóng chỗ này lại để mà lấy cái rương này đi. Tụi này nó phiền lắm các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì... Chắc là từ bây giờ mình sẽ mặc cái giáp này để đánh nhau tụi nó luôn quá. Có nên không nhỉ? Chơi luôn. Bây giờ thì mình gặp tụi nào thì mình đánh tụi đó luôn. Mình sẽ lấy cái vụn netherite này. Ở nhà mình còn một vụn nữa nhưng mà thực ra cái này cũng không khó tìm lắm đâu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy hắc diện thạch này. Tốc độ linh hồn 3. Hai cái tốc độ linh hồn 3 luôn rồi đấy. Khá là nhiều đấy. Rồi, còn lại thì lấy vàng này. Rồi, bây giờ thì mình gặp cái tụi đó ở đâu thì mình đánh ở đó vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thêm rương thôi. Mục tiêu của chúng ta tới đây là tìm rương mà. Ủa, sao mình tới sảnh rồi nè, mà sao không có ai thế vậy? Ủa, ở đây có một cái búa nader này. Ok. Lấy thôi, chúng ta có đá đen mạ vàng. Oh, shit. Đi ra chỗ khác. Lấy. No, chết rồi, mình đã bắt đầu bị ăn hiếp rồi này. Nhưng mà không sao các bạn. Ơ? Ai đánh mình vậy? Ô, mình bị một cái gì đó rồi các bạn. No. À. No. Mình đã bị một cái gì đó rồi, căng luôn ấy. À, một cái con tàn hình. Mày. Mình đang bắn vào khoảng không nè. Mình nghĩ có một con tàn hình đang khá là gần mình á. Đây, nó ở đây này. À, mày đây. Đây, nó đây các bạn. Ok, trời ơi, mình sợ con tàng hình thiệt. Ui, mình đã dùng áo giáp netherite đó các bạn ơi. Tụi này thôi giang hồ quá, xin lỗi mà. Mặc cái này vào được chưa? Hết giận chưa? Ok, hết giận rồi các bạn. Ôi ơi, không giữ ghê. Bây giờ thì chắc chúng ta phải dùng lại phương pháp lúc đầu rồi. Nguy hiểm quá đi á. Mình sẽ đào thêm đá đi. Ok. Ui da. Đó, để chúng ta có thể lắp lại các bạn. Tụi này nó không dữ quá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn miếng thịt vào. Sau đó thì lại cái đu lúc nãy xem sao. Đây. Lắp bản thân lại. Công nhận tụi này nó công kích dã man thật ấy. Ừ,
Ok, như vậy. Rồi, chúng ta sẽ lấy được cái mũi tên ma quỷ này. Và thực ra nó cũng chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Chúng ta cũng chủ yếu khám phá xem sao nó ở đây ra sao thôi. Ui ui, có đá phát sáng. Mình đang khá là cần đá phát sáng luôn. Lấy. Chúng ta có cái cúp mà độ mềm mại này thì cũng khá là tuyệt ấy. Đây, lấy hết đá phát sáng luôn. Khá là nhiều. Không biết là còn rương nào. Ui, ở đây có rương này. Lại phải tiếp tục là che đắp bản thân lại. Và lấy cái đèn luôn. Ok. Thực ra đèn cũng dễ làm mà nhỉ. Chúng ta sẽ có một cái... Ui, lời nguyên biến mất á. Cái này dùng thì nó sẽ bị sao các bạn. Bây giờ mình thử cất hết những cái món đồ quý giá của mình đi. Thôi. Mình cũng chưa tìm hiểu về cái lời nguyên biến mất này nữa. Nhưng mà khi mình dùng nó thì sẽ bị sao nhỉ. Thôi mình cứ lấy theo thử nha các bạn. Bạn nào biết nhắn chỉ mình với nhau. Mình cũng không có biết cái lời nguyền biến mất thì nó sẽ gây hại gì nữa. Mình chỉ biết cái lời nguyền ràng buộc thôi à. Ok. Ở đây thì chúng ta còn đây. Mình nghĩ còn rương á chứ không hết đâu. Mình sẽ lấy thêm một ít đá nữa. Let's go. Và tìm đường đi lên để tìm tụi nó. Đây có một cái rương này. Ở đây có một con zombie Bitman các bạn. Ở cái này mình... À cái chỗ này mình lấy rồi. Chỗ này mình lấy rồi các bạn. Và ở đây thì sao? Ok, let's go. Bên đây thì mình có nên lấy bố địa ngục luôn không ta? Không biết. Không, ở nhà mình có đâu mà. Mình nghĩ không cần đâu. Ui da, mấy chỗ này nó khá là hiểm trở luôn ấy. Wow, ở đây đường đi khá là gập ghềnh. Để mình xem coi còn rương. Mình nghĩ sẽ còn rương, chắc chắn luôn. Nó phải tầm 4 tới 5 cái rương lần. Nãy giờ mới 3-4 cái à. Bên đây chúng ta có nên đi qua bên đó không? Ok, mình sẽ đi qua bên đó thử. Wow, chúng ta đã mở khóa được một thành tựu nữa. Phía dưới này là tụi này nó đang làm cái gì đây? À, tụi nó đang... Ủa sao? Sao thanh niên này lại ở đó vậy? Xuống đây thì... Đi qua bên đây không có gì cả. À, sẵn tiện xíu mình sẽ thuần phục con này luôn quá. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua đường này. Quay. Không, mà cái loại đá này thực sự là khá là đẹp đó các bạn. Mình nghĩ là mình cũng sẽ lấy nhiều về để mà trang trí nhà các kiểu đồ. Mình nghĩ cái này nó, đối với mình thì nó khá là đẹp ấy. Sao con này nó khổ quá vậy? Đi xuống lava đi, đừng có đứng đây. Ok. Trời ơi, ở đó nhìn nó tím tái mà tội nghiệp luôn ấy. Ok, let's go. Chúng ta có thể đi qua bên đây tiếp. Nếu mà ở tầng dưới này đã hết rồi thì mình sẽ lên nhẹ một tầng nữa. Ok, không biết là có đường đi lên hay không thôi. Tại chỗ có chỗ không á các bạn. Ở đây thì không có. Có một cái đường nhỏ này. Wow. Ok. Ê, chúng ta có một block vàng ở đây nè. Mình đập luôn không nhỉ? Nếu mà đập luôn tụi nó sẽ phát hiện mà đấy. Thôi cả đi. Đánh nhau luôn. Không sợ nữa. Mình sẽ bắt một cái đường để đi qua bên đó. Đường này, let's go. Đây. Rồi, để xem coi bên đây có rương hay không nhá. Chúng ta có cái quyển sách này theo mình khá là tuyệt vời đấy. Chúng ta có thể ghép vào bất kỳ trang bị nào. À, và có cả đó ủng này. Ở nhà mình lại có một cái ủng sắt mà có tốc độ linh hồn 3 nữa. À, sắp tới cho mình sẽ làm những cái đường đi bằng đất linh hồn hoặc là cát linh hồn quá. Rồi, đúng rồi. Sắp tới mình sẽ làm những cái đường đi đó đi. Để chúng ta có thể đi thật là nhanh luôn. Ok. Ui, chả có gì cả. Bên đây thì mình có thể lấy cái pháo đài nào lên tầng cao cao xíu không? Ok. Bên đây có một cái... chúng ta có thể đi qua đây nè. Let's go. Mình muốn qua đây để tìm thêm những cái rương. Bên đây thì có thể nhìn thấy những cái rương không? Không có. Ui, đây. Có một cái rương đây. Thấy chưa? Mình sẽ lắp lại. Sao mình còn ít cái đá này thế nhỉ? Rồi. Chúng ta có vàng. Ông. Wow, nhiều cái ủng linh hồn thế nhờ. Ủng tốc độ linh hồn thế. Thật ra là mình có như vậy là quá đủ luôn rồi đấy. À mà mấy thằng này nó rất là hay nhốt những cái con zombie Batman nhé các bạn. Kiểu nó sợ ấy. Ít. Oh no. May mà mình có giáp Mirror Rift đấy. À, có một cái giáp vàng nữa. Nó có thể bị cháy hư đấy.
Dạ thôi, hư không cũng không sao đâu. Tại vì mình đã có cái ủng này rồi, lát cái gì mình gắn vào luôn. Hay là mình mặc cái ủng này vào đi, sau đó mình mặc cái giáp này vào thì nó ok hơn đó. Để mình lát đi trên mấy cái linh hồn, cái đất các linh hồn thì nó sẽ nhanh hơn ấy. Đó, mình mới lấy cái rune này đúng không? Rồi, bây giờ xin lên tầng cao hơn chút xíu nữa. Đi qua bên đây xem sao. Vì chúng ta là tìm rune mà. Ok ok. Ở trên đây có một cái đường đi này. Mình đang khá là ít block luôn ấy. Hồi nãy mình tự nhiên cất hết đi không biết nữa. Mình đã lại phải đem thêm một vài block. Ok, đi tiếp thôi. Bên đây thì chỗ này mình mới vừa đi qua. Có cái đường nào đi lên cao thật cao không? Tại vì thường ở trên những cái nóc đó các bạn nó sẽ có khá là nhiều block vàng ấy. Tranh thủ lấy thêm block vàng luôn, đỡ đi mai. Ok, đặt đường như thế này. Không có gì cả, nhảy quá. Các bạn thấy không? Mình build đã kém rồi mà bắt khu còn kém nữa. Ai da, thiệt là khó chịu quá đi mà. Không sao đâu. Sẽ lên lại chỗ này. Ok. Ơ con này nó bị sao nó cứ lên bờ hoài vậy? Rồi, từ chỗ này thì chắc là từ bây giờ mình sẽ đánh nhau với lại mấy cái con Pitlin luôn đó các bạn ơi. Không biết có nên đánh nhau tụi nó không nữa. Ở đây. Lên tiếp. Bên đây thì ôi, tính ra cái chỗ này mình đi rồi. À hóa ra là một cái mình kiểu đi vòng vòng thôi. À ở phía kia còn một block vàng kìa các bạn. Mình nghĩ là mình sẽ lấy luôn. Mình đang bắt block để trèo lên cao để tìm đường đi lại đi về các bạn. Thì mình lại thấy cái block vàng này thì mình sẽ tranh thủ lấy luôn. Ok. Chúng ta sẽ lấy cái block này. Let's go. Ui nó nằm ở cái chỗ mình chúng ta không thể thấy được luôn ấy. Lấy nó thôi. Ok. À đó. Ui cái block này là block gì đẹp thế. Mình có nên xuống một lần nữa để lấy không ta? Ui nó đẹp thật sự luôn ấy. Nhờ thôi, có gì mình sẽ lấy sau vậy, tại vì mình đã lỡ leo lên tới đây rồi đấy. Ok, chúng ta sẽ lên một tìm đường về thôi. Ok. À, đúng rồi, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta đi tới nè. Rồi, khá là ok luôn. Để mình xem coi trên đây còn gì hay không nhá. Mình nó cũng đã khám phá hết cái chỗ này rồi, nên nó cũng khá là bình thường đấy. Mày làm ăn một mình ở đây hả? Hắc diện thạch. Ôi, cái chỗ này mình chưa lấy à? Ok, mấy chỗ này mình nhớ là lấy hết rồi mà ta. Rồi. Ở đây thì sao? Check xem. Thực ra cái mà mình tìm thấy cái này á các bạn, cái basin này á. Ui, nó là một cái phiên bản khá là nhỏ đấy. Nên nó sẽ không có những cái chỗ mà hồ lava các kiểu đâu á, cái chỗ mà nhốt những con Bitman nữa. Đó, mấy thanh niên này. Ui. Sao mà ở đây đông thế? Từ xíu mình sẽ lại đây sao? Mình mới thấy một cái rương mà mình chưa có khám phá xong nữa. Ok, ở đây có một cái rương. Wow, rất là nhiều cái mũi tên ma quỷ luôn. Mình không biết là mũi tên này nó có mạnh hay không nữa. Nếu mà vô hạn thì chúng ta có thể dùng nó không? Ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ mũi tên này. Mình sẽ bắn cung tên này. Ồ, riêng cái mũi tên ma quỷ thì nó sẽ không có vô hạn nha các bạn. À, thì ra như vậy. Khá là buồn nhờ. Phải chi mà đi vô hạn luôn cái mũi tên ma quỷ thì tuyệt vời biết mấy nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi lại cái chỗ của tụi này đang đứng coi. Mình sẽ bắn tụi này. Tại tụi này nó đang muốn đánh mình nè. À, mình muốn dùng cái mũi tên ma quỷ. Hiện tại thì mình dùng mũi tên ma quỷ xem sao. Tụi nó sẽ bị gì. Ôi. Ủa. Mũi tên ma quỷ khi bắn vào tụi nó sẽ bị dính một cái loại độc hay sao ấy. Nhìn nó kìa. Nhìn tự nhiên tụi nó có một cái chót các bạn. Một cái viền á. Ôi mày này. Mày này. Ôi con này con zombie Bitman nên mình không cần giết ở đâu. Ôi nhặt lại thôi. Ok xuống đây và lấy level thôi. À chỗ này ở dưới đây không có gì cả các bạn ơi. Ok tự nhiên một bài nó mắc kẹt ở đây chi không biết nữa. À mày không cho tao đi lên à. Rồi bây giờ thì mình sẽ lên thôi. Ôi mình lấy cái cúp cái đó. Đập chỗ này ra và lên thôi. Nói chung thì mình cũng đã khám phá xong chỗ này rồi. Và nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng mà ôi chết rồi, hồi nãy mình lỡ đánh đồng bọn nó. Bây giờ mình gặp mấy con này là tụi nó đánh mình sấp mặt luôn ấy. Làm sao đâu, mình có cái bộ giáp này rồi, mình cũng không sợ đâu. Ok. Bây giờ tìm đường về thôi. Đây là đường về của mình này. Để xem coi còn gì không. Ơi, mình sẽ đi lại cái cổng địa ngục gần mình. Nó mình có thể chết chứ.
Ủa từ từ. Ui, nó đánh mình xuống rơi xuống lava là toang luôn ấy. Chết rồi, bây giờ mình đang kiểu có hiềm khích với lại tụi này rồi, căng rồi căng rồi. Ui da, mình mới vừa lọt xuống cái hố lava này các bạn ơi. May mà mình mặc cái bộ giáp này nên mình xoay sở kịp, nếu không là mình chết queo rồi. Đó thì đó, ây da da, chỗ này cái chân mình đặt nó hơi thấp á các bạn, nên các bạn sẽ không thấy. Các bạn thấy chưa, cánh cổng này nè, mình đang hiện tại đang muốn qua đó và kích hoạt nó thử xem nó đưa, coi xem nó đưa mình tới đâu các bạn. Ơ ơ, tự nhiên mình lại chỉnh cái này ta, mình nhầm, mình đang muốn chỉnh cái chân lại. Ây da, sorry các bạn, mình chỉnh nhầm. Ok ok, thì đây tác dụng của cái ủng ở đây, chúng ta sẽ mặc nó thử nha. Thì khi đi trên đây sẽ khá là nhanh thế này nè. Ủa, tốc độ bàn thờ luôn ấy. Ờ, mình sẽ lại mình kêu con skeleton đấy cái đó. Mày thế nào? Mày làm sao? Đó, rất là ok luôn. Ờ, thì đây là cái đường mà chúng ta đi tới. Cái này là tới đâu ta? Mình quên luôn rồi. Nói chung là mình có hai cái đường, một đường tới dân làng, còn một đường tới cái gì đó mà mình quên hết trơn luôn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua chỗ này xem. Mình cần tìm thêm block. Ôi, lại có cái tụi ở đây nữa hả? Ôi, ở đây thì sẽ lấy thêm block đã để mình có thể đi qua đó dễ dàng hơn á. Ok ok, chúng ta no, có cả lava xong rồi. Chúng ta có tầm 64 rồi, mình nghĩ là khá là đủ rồi. À, nó tìm tới mình luôn, tìm tới tao này. Mặc ổn này vào để chúng ta lỡ có rớt xuống dưới thì đỡ lo các bạn. Hiện tại mình có đem theo sắt nhưng mà mình vẫn chưa hề có cái quẹt lửa các bạn. Mình quên đem theo quẹt lửa rồi. Ở đây có sỏi thì mình tranh thủ tìm luôn. Có ngay, biết ngay mà haha. Tại vì cái xẻng của mình có gia tài đấy. Ok, chúng ta sẽ đi qua thôi. Bắt qua cái chỗ này. Mình cũng muốn khám phá nó lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp. Ok, khá là gần lava luôn ấy. Sắp tới thì mình đã tìm hiểu về cái con mà, cái con lúc nãy các bạn, cái con mà chúng ta có thể cưỡi trên lava đấy. À, sắp tới thì chúng ta có thể dùng nó đi trên lava rất là ok luôn. Rồi, hy vọng là không gặp con ghast hay là con skeleton nào. Ủa, có cái rương kìa, tuyệt vời. Ok, mà rương này chắc cho mình những cái đầu vàng thôi à. Rồi, cái đường thế này để chúng ta có thể tới đó. Ừ, sắp rồi. Và ok, thế là chúng ta đã tới nơi rồi. Bây giờ thì mình sẽ khám phá chỗ này thôi. Chỗ này cũng đâu có gì đâu khám phá, mình chủ yếu là kích hoạt nó thôi. Tại vì mình cũng đang còn khá là nhiều hắc diện thạch đấy. Rồi, mình sẽ dùng bớt đồ đi, cho nó cháy bớt đi. Ví dụ như là thuốc thịt thó rửa này, đá đen này, đèn này, hạt vàng này, đá lửa mình đang cần. Chúng ta sẽ có một cái dụng cụ đánh lửa. Ok, mở rương và có một cái đồng hồ. Chậm hỏng 1, chậm hỏng 3 và giáp ngựa vàng. Mình sẽ lấy giáp ngựa vàng và táo vàng đi. À, thì ra nó có sẵn cái dụng cụ đánh lửa luôn rồi. Ok, ghép hai cái này lại và lấy cái đồng hồ thôi. Wow, rất tuyệt vời luôn. Cái này thì mình sẽ đập ra bớt đi, tại vì những cái hắc diện thạch này thì nó sẽ không kích hoạt được các bạn. Ở đây thì nó có sẵn ở đâu, hy vọng là có sẵn đi. Mình sẽ đặt như vậy để lắp lại các bạn. Rồi, đào ra. Ồ, ok. Sau đó thì No. Ui da. Ok. No. Mày thế. Rồi, như vậy chúng ta có thể dễ dàng đi ra đi vô. Sau đó thì mình sẽ lắp lại những cái chỗ này. Ở đây nó còn block vàng nữa không nhỉ? Có vẻ là không rồi. Ok, hai cái loại này nó không giống nhau các bạn ơi. Mình chắc là bỏ đi, chắc nó hơi bị thừa đấy. Nó hơi đẹp nhưng mà mình đang kiểu rất là dư ô rồi đấy. À, như đây có đủ không nhỉ? Hình như nó quá là thấp hay sao ấy. Rồi, ok, và chúng ta có thể đi qua được rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua luôn để xem coi nó dẫn mình tới đâu nhé các bạn. Hy vọng là nó sẽ không có bị trùng. À, bây giờ thì nó lát, có lẽ là nó sẽ hơi lát chút xíu các bạn. Ô, nó đưa mình tới một cái ravine các bạn. Ok, một cái ravine khá là to. Và mình đoán đây là ravine ở đại dương các bạn ơi. Từ từ, mình nghĩ là các bạn xem video sẽ thấy hơi lát chút xíu ấy. Ok các bạn, thì chúng ta được đưa tới một cái ravine dưới đại dương các bạn ơi. Ôi, một cái ravine siêu to khổng lồ nằm dưới đại dương. No way. Chết rồi, mình đâu có thêm theo thuốc thở dưới nước đâu. Ôi, ở đây có kim cương không nhờ. Ôi, không, cảnh nó thật là đẹp luôn ấy. Ui, đẹp thiệt.
nhưng mà nguy hiểm cực kỳ luôn. Ok, ở đây chả có cái gì cả các bạn ơi, nó đưa mình tới một cái chỗ khá là tối tăm luôn ấy. Để xem coi tọa độ ở đây độ bao nhiêu nhá. Trời ơi, tọa độ ở đây kìa. Ê, bây giờ mình có thể bóc lóc đi lên cao không nhỉ? Nhưng mà chỗ mình nó kiểu bị nước không à. Mình sẽ bắt lóc ở đây lên lên cao thử xem nhé các bạn. Ở đây là tầng bao nhiêu? Tầng 11 á. Trời ơi, mình bắt chiều nào lên mới lên tới trển. Mình sẽ đào thêm một ít đá nữa. Ok. Tự nhiên chúng ta được đưa tới đây các bạn. Sẵn tiện mình khám phá trên bờ luôn xem coi nó có gì. Bây giờ thì mình sẽ lấy đá để mà chúng ta có thể bắt lên trên bờ trên kia, xem coi nó sẽ đưa mình tới đâu. Và sau đó mình sẽ vào cánh cổng này về lại thôi các bạn ơi. Khá là nguy hiểm luôn ấy. Chúng ta có 28 này, với 28 này thì chúng ta sẽ lên được tầng tầm là hơn 60, tầm 70. À, mình nghĩ đây là rất là thừa đấy. Mình sẽ tìm một cái chỗ để mà ui da, ăn miếng thịt cái đã. Đau quá. Hãy chắc với tôi là cánh cổng nó vẫn còn hoạt động nhá. Bây giờ thì mình sẽ bóc lóc đi lên cái chỗ này. Ok. Và chúng ta cứ vừa đào lên và lóc lên thôi. Đào lên và lóc, kiểu trèo lên ấy. Mình dùng cái từ gì vậy? Sorry các bạn. Rồi, bây giờ thì cứ lên thôi, lên thôi. Cái đà này thì hy vọng là không bị nước tràn vô. Nếu không thì chúng ta có thể là chết trong đây luôn á. Mình sợ nước tràn vô các bạn. Khó khăn thế nhỉ. Không sao, không sao, mình có táo vàng. Mày thế, mình có táo vàng ở đây mà. Ủa, ở một cái chỗ sa mạc các bạn ơi. Ok. Ủa, có cái con zombie kìa. Mình sẽ làm một cái cột cao lên để đánh dấu. Nếu không mình sẽ bị lạc mất. Bị lạc đường ấy. Ok. Trời ơi, một cái đại dương thênh thang thế này. No, sao mày lại gần tao thế. Ui. Ở chỗ kia có cái gì kìa các bạn. Mình sẽ lại khám phá luôn. Hình như là một cái tàn tích đang phát sáng. Ủa đúng rồi, có một cái tàn tích các bạn ơi. Wow, một cái tàn tích đại dương. Ủa sao có vẻ khó bơi thế nhỉ? Mình khó, có vẻ ở đây nó hơi khó bơi chút xíu ấy. Một cái tàn tích. Wow. Và có khá nhiều mấy cái con zombie này. Chết rồi thôi. Mình không hề thêm đem. Ôi, mình bị kéo xuống. À, thì ra cái chỗ này. Ok, no. Mình phải đánh nhau mấy con này cái đã. Ui da. Đánh nhau với tụi nó. Mày sao? Rồi, mình chắc chắn là còn một con tàn hình luôn. Chết, ok. Rồi, bây giờ mình lấy đủ oxy rồi mình sẽ xuống chôm những cái rương ở dưới đây nha các bạn. Ừ, tự nhiên chúng ta đang đi khám phá basin, cái thành khám phá cái chỗ tàn tích chứa đại dương này luôn. Một góc cột khá là đẹp. Có rương không? Không có rương các bạn ơi, chỗ này góc cột này không hề có rương nha. Ok, lên, no. Ok. Cái chỗ này khá là khó các bạn ơi, tại vì mình không có oxy. Mình có thể dùng táo vàng không? Mình táo vàng mình xuống dưới mình chơi liều luôn. À, đông thế. Thôi mình sách dùng cung thôi các bạn. Mình có mũi tên độc mà. Tụi mày sao? À, mũi tên ma quỷ là chống mấy con tàn hình này, mình nghĩ như vậy. Bắn vào thì các bạn sẽ thấy cái viền của nó đấy. Dù nó có tàn hình thì các bạn cũng sẽ thấy nó thôi. À, hóa ra là như vậy. À, những cái chỗ này. À, bên đây còn khá là nhiều này. Có vẻ là mình phải tìm cách để khám phá sau thôi các bạn ơi. Tại vì ok. Mình sẽ khám phá sau thôi, tại vì chúng ta không có thuốc thỏ dưới nước hiện ở đây ấy. Nên thôi có lẽ mình sẽ đi về thôi. Ủa, chỗ này nguy hiểm quá. Thôi có lẽ video của mình tới đây kết thúc thôi các bạn ơi. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nhé. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Và trước khi tạm biệt các bạn thì mình muốn quay lại đánh cái con này cái đã. Từ từ. Có con đinh ba các bạn ơi. Mày này. Có rơi đinh ba không? Nó có rơi đinh ba không vậy? Không có các bạn ơi. Và có lẽ là video của mình kết thúc tại đây nhé các bạn. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.